tôi là Thắng. Trong cái video hướng dẫn ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm con chó từ lá dừa. Đây, cái con chó nó có cái định dạng như thế này. Nếu như các bạn không có lá dừa thì các bạn có thể lấy lá cọ hay là duy băng đều có thể làm được. Các bạn quan sát cái cách tôi làm. Về cái cách làm ấy thì nó tương đối giống với cái con lợn mà tôi đã hướng dẫn ở những cái video trước ấy, thì các bạn nếu như bạn nào làm được con lợn đấy thì có thể làm được cái con chó này. Từ cái kiểu đan của cái con chó này thì có thể biến đổi ra làm thành rất là nhiều các con. Thì trong những cái video tiếp theo thì các bạn sẽ theo dõi cái cách tôi làm những cái con khủng long hay là nói chung là nhiều loại. Thank you.